Xin chào, mình tên là Bảo Uyên, mình học ở trường Sài Gòn Academy. Mình học ở lớp Free School. Bữa nay mình muốn làm một món cốc tay ngon. Chúng mình đây là sữa đặc, còn đây là sữa chuối, đây là sữa chua, đây là dưa hấu, còn đây là thanh long. Chúng mình hãy bắt đầu. Con nghĩ gì đủ rồi con, một phân ha. Dạ. Xong rồi nha các bạn. Con nói công dụng của món này. Rồi, vậy là xong hả con? Dạ.